Thank you Hải nha. Hello Bích Phương. Cảnh đi học được ngồi chơi mà không có tai nghe để nghe anh nói. Tôi nghe miệng anh bấm máy là được rồi. Chiều về chơi game cùng là nghe K98 này. Hôm nay nó bảo trì muộn quá nên là mình lại live muộn một tí. Ở bên này ấn ship không được nhỉ, kết nhỉ. Không có Ship kiểu như ừ, không được. anh thích cái kiểu đấy ghê, nhìn nó cứ chuyên nghiệp kiểu gì ấy. Thế nó Thì làm sao mà làm giống được. Mobile mà nó làm giống cái đó nữa thì mẹ trên điện thoại thao tác kiểu gì. thêm vài ngón chân vào đi nữa chán lắm. Map kiểu này thì nó hack mình không làm gì nổi, nhưng mà thật sự mà nói luôn khó chịu. Lẽ là mình chơi chiến thuật rỉa bo mới được, à mình đang ở cạnh sông nữa chứ. Em chết ở dưới sông thì sao, không còn gì để nói à. Hello Khoa nha, em bắn đến 7 giờ thì bị đít, 7 giờ sáng này á. Ừ chắc nó cập nhật cái gì đấy là bị đít ra ngoài đấy em ạ. Thank you Tâm, thank you Khoa đã chia sẻ livestream nha. Mùa 20 chia sẻ rồi, thank you tất cả anh em nha. Muốn hack em kết bạn luôn. Anh không thích hack, đừng nói chữ hack. Buồn lắm. Hack mẹ nó ngu người ạ. Thế nếu mà game không hack nó công bằng lắm anh em ạ, chơi nó vui ạ. Ai có kỹ năng là lên được hết. Ở đây có một hòn đảo đúng không? Hòn đảo này mình thấy được hay có đồ này. Có một thằng trong resort lúc nãy anh em mình giả bốt lừa nó mà nó khôn vãi chưởng anh em ạ. Nó không ra thằng khôn đấy. Trong này có hay có flygun này. Trong cái đảo này. Anh em có biết điều đó không? Hit flat. Không không dây rồi. Ngồi đây đợi bo tí nữa. Cảm ơn Võ Quỳnh đã chia sẻ livestream nha. Hello em. Anh ghép ngẫu nhiên đi. Ô trận sau có người vào bán mà anh đi solo squad một ván thôi. Thường thì anh chỉ muốn đi squad kiểu ở trong những cái khu vực lớn lớn thôi để bắn xong đấy là out thôi ấy. Thường là như thế. Hello Minh Nguyễn nha. Khoa chơi không em? Mic của em ngày ổn lắm. Mic ổn đến chắc chơi nổi thế. Nó nhức đầu với lại nó không tập trung được. Chơi thì tắt mic đi cũng được. Nói thật nếu mà bơi nước kiểu này mà có thằng nó tát tát vào mặt ra thì chết chịu chịu. Ôi có hai thằng nó bơi dưới nước kìa anh em. Anh em thấy nó bơi dưới nước không? À, đậu xanh. Kìa 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 kìa. Ôi bên kia cũng có một thằng luôn. Một viên này. Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Bờ bên kia cũng có người mới ghê chứ. Cái thằng bên kia nó thấy được người mới là giỏi các bạn. Chết một thằng rồi. Chết một em dưới nước rồi. Môn sinh gì kia kìa. Thế là bây giờ mình bị cam rồi. Bây giờ mình bị cam. Mình chạy đường đếm ở đây. Mình bơi qua hai cái tảng đá này. Vòng sang bờ bên kia. Mình phải di chuyển ngay. Mình tát vét được một kill nhưng mà không thành công anh em ạ. Sau sau đít mình cũng có người luôn kìa. Mày này. Mày này. Mày nữa này. À, được một thằng rồi, được một kill rồi. Được, tí nữa mình phải bò sang bên, quay sang bên này nha bạn. Cày thật, không cứu được. Nó chỉ cứu được một thằng thôi, một thằng mình bắn hai viên đạn này mà đây 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 đây. Đây. Nhìn đều. Ô kìa. Hai chấm. Giờ mình bơi bơi chết rồi, bây giờ mình bơi thế này là muộn rồi. Đi thôi anh em ạ, không tham mạng nữa. Đây đây, mình trong bo rồi này. Qua cái tảng đá bên kia, đúng không? Mình sẽ lặn một hơi một phát đi qua tảng đá này là vừa hợp. Hợp lý này. Đó. Sâu tí nữa, không hở súng ạ. Ôi kìa, thằng chó này hack rồi.
chó này, thề chó này hack luôn anh em ạ. Game mới update, hack thử coi thử có bị ban vãi rồi à, mẹ bơi như thế mà bắn được thì đúng không phải người bình thường đâu, mà bắn đầu luôn này, bắn đầu mình mà không bị nốc chứ, vãi rồi ạ. Đây rồi, mình có góc à. Cái thằng chó bắn sniper kia mình đã nghi từ lúc nó bắn hai.